Trương Bá Chi, mỹ nhân mệnh khổ, ba lần sinh đều là mẹ đơn thân. Trương Bá Chi là một trong những người đẹp nổi tiếng nhất Hồng Kông những năm 2000, được mệnh danh là ngọc nữ của làng giải trí. Mỹ nhân được Châu Tinh Trì phát hiện và mời đóng phim vào năm 1999. Sau vai diễn đầu tay được khen ngợi, Trương Bá Chi đã tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Cô đã nhiều lần giành được giải thưởng điện ảnh Hồng Kông với hạng mục nữ chính xuất sắc nhất và trở thành cái tên nổi bật. Bên cạnh nhan sắc mỹ miều và tài năng diễn xuất, thì đời tư của Trương Bá Chi mới chính là vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm hơn cả. Nhìn lại chặng đường 20 năm sống với cái danh diễn viên Trương Bá Chi, cuộc đời cô quả là cay đắng thực sự. Mỹ nhân Trương Bá Chi nổi lên từ phim Châu Tinh Trì. Năm 1998, sau khi rời khỏi Canada, Trương Bá Chi quay về Hồng Kông và được người quản lý Chu Vĩnh Long mời đóng một quảng cáo. Một năm sau đó, Châu Tinh Trì mời cô tham gia bộ phim do anh đạo diễn và đóng vai chính là vua hài kịch. Vai diễn Liễu Phiêu Phiêu của Trương Bá Chi trong phim ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và được giới chuyên môn đánh giá cao. Cũng trong năm 1999, Trương Bá Chi được chọn đóng cặp cùng Nhậm Hiền Tề trong bộ phim Tình Nguyện. Vai diễn này đã đem lại cho Trương Bá Chi giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 19. Sau thành công bước đầu, Trương Bá Chi tiếp tục có những vai diễn được đánh giá cao trong Phai Lan 2001, một bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Hồng Kông, Đài Hoa Thượng 2003 hay Vòng Bất Liệu 2003. Vai diễn trong Vòng Bất Liệu đã giúp Trương Bá Chi chiến thắng tại hạng mục vai nữ chính xuất sắc nhất và giải Kim Tử Kinh tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 23. Những năm sau đó, Trương Bá Chi liên tục đóng phim và tham gia vào rất nhiều hoạt động khác nhau trong làng giải trí. Cô còn nổi tiếng là ngôi sao tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện nhất showbiz Hồng Kông. Thời gian gần đây, sau rất nhiều năm không gặp Trương Bá Chi, đã có dịp hội ngộ cùng Châu Tinh Trì. Điều này khiến không ít fan ruột của điện ảnh Hồng Kông thập niên 90 cảm thấy vô cùng xúc động và thích thú. Nhan sắc Trương Bá Chi của những năm 2000. Trong làng giải trí Hồng Kông, chiều cao 1m65 của Trương Bá Chi không phải là con số lý tưởng để trở thành người mẫu sàn catwalk, nhưng lại đủ lợi thế để trở thành một người mẫu ảnh. Cộng thêm tỷ lệ cơ thể đạt chuẩn, vóc dáng mảnh mai và gương mặt xinh đẹp, Trương Bá Chi không chỉ nổi tiếng ở vai trò ca sĩ hay diễn viên mà cô còn là người mẫu quảng cáo đắt show. Ở thời buổi hiện tại, người ta ngày ngày gặp người đẹp, thậm chí là xung quanh rất khó để tìm ra một người phụ nữ xấu vì sự phát triển của công nghệ làm đẹp. Nhưng ở những năm 1990-2000, để tìm được một nhan sắc khiến hoa nhiều nguyệt thẹn như Trương Bá Chi quả là một điều không dễ dàng ở đời sống, mà chỉ có thể bắt gặp qua màn ảnh. Chính vì vậy, bên cạnh nhiều đóa hoa khác ở xứ Cảng Thơm, Trương Bá Chi lập tức trở thành mỹ nhân thế hệ mới ở giai đoạn này. Những điều chưa biết về bố mẹ Trương Bá Chi. Mặc dù sở hữu ngoại hình khiến nhiều người ghen tị, nhưng gia thế của Trương Bá Chi lại là điều mà tất cả mọi người đều không muốn ước mơ. Trương Bá Chi lớn lên tại khu chung cư Văn Hoa Tân Thôn, đường Trạch Đàn, Hồng Kông. Cha cô là Trương Nhân Dũng, hồi trẻ thích để râu nên có biệt hiệu Hồ Tu Dũng, là một tay giang hồ có tiếng tại Trạch Đàn, Hồng Kông. Con mẹ là bà David Shirley, mang hai dòng máu Trung Anh. Cha mẹ Trương Bá Chi ly dị khi cô lên 9 tuổi. Những năm tháng tuổi thơ không hạnh phúc ở Hồng Kông đã nhanh chóng chấm dứt vào năm Trương Bá Chi 14 tuổi. Cô đã được mẹ gửi sang Úc sống với dì và theo học tại trường nữ sinh Camberwell Girls Grammar School. Đến năm 1998, cô quay về Hồng Kông và khởi đầu sự nghiệp làm diễn viên của mình. Có lẽ đó là quãng đời bình yên và hạnh phúc nhất đối với Trương Bá Chi. Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong, cuộc hôn nhân để lại nhiều tiếc nuối. Trong thời gian đầu sự nghiệp, Trương Bá Chi được báo chí cho là có quan hệ với một số ca sĩ như Trần Hiểu Đông hay Trần Tiểu Xuân. Năm 2002, cô bắt đầu có quan hệ mật thiết với Tạ Đình Phong một thời gian trước khi Tạ quay trở lại với bạn gái cũ Phương Phi. Tuy nhiên, tới năm 2006 thì hai người chính thức công khai quan hệ và tới tháng 9 năm 2006 thì Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong tổ chức đám cưới bí mật tại Philippines. Bị gọi là Tiểu Tam chen vào chuyện tình Tạ Đình Phong – Phương Phi. Người ta gọi Trương Bá, Tạ Đình Phong, Phương Phi là mối nhân duyên dài dẳng. Phương Phi và Tạ Đình Phong là tình kiếp mà Trương Bá Chi phải gánh chịu vì nợ nhau từ kiếp trước có lẽ cũng không sai. Quả thực, câu chuyện của ba người này còn ly kỳ hơn cả phim điện ảnh. Giai đoạn 2001 được cho là năm mà tình yêu của Phong Phi thăng hoa nhất. Năm Phương Phi sinh nhật ở tuổi 32, Đình Phong mua một cặp nhẫn đôi tặng bạn gái, thậm chí cùng cô xăm hình trên lưng như một lời thề yêu nhau mãi mãi. Tuy nhiên, tới năm 2002, những dấu hiệu rạn nứt bắt đầu xuất hiện khi tần suất Tạ Đình Phong xuất hiện cùng Bá Chi nhiều hơn. Một năm sau đó, paparazzi lại thấy họ nắm tay nhau trên đường phố Bắc Kinh, tình lại đẹp như chưa hề gián đoạn. Đáng tiếc, sự tái hợp này không giúp mối quan hệ bền vững. Năm 2004, Phương Phi bỏ lại tất cả, lên xe hoa với Lý Á Bằng. Một nguồn tin từng tiết lộ, việc Đình Phong chia tay đời độc thân bằng một đám cưới bí mật như đoạn chỉ tự với Phương Phi. Cô ấy đã rất đau khổ, Phương Phi giấu mình trong nhà suốt một tuần trời, chẳng chưa gặp ai hết.
Thực tế, Tạ Đình Phong từng quyết định quay về với Trương Bá Chi sau khi Vương Phi lập gia đình với Lý Á Bằng vào năm 2004. Hai năm sau, ngày bạn gái cũ lên xe hoa, Tạ Đình Phong mới ngỏ lời cầu hôn Trương Bá Chi. Dính vào đường tình phức tạp của nam tài tử đa tình, Trương Bá Chi từng nhận không ít gạch đá từ fan hâm mộ của cặp đôi Phong Phi. Người ta gắn ghép cho cô tội phá hoại hạnh phúc của Phong Phi, là kẻ thứ ba luôn chen ngang mối tình của họ, khiến Vương Phi và Tạ Đình Phong bao lần tan hợp vẫn không thể đến được bên nhau, còn cô thì được kết hôn với người mình muốn. Tuy nhiên, Trương Bá Chi luôn im lặng trước mọi sự theo dệt, yên phận với công việc làm vợ. Tới tháng 8 năm 2007, hai người có con trai đầu lòng, lấy tên Tạ Chấn Hiên hay còn gọi là Lucas. 3 năm sau đó, Trương Bá Chi sinh bé Winston, Tạ Chấn Nam, lao đao vì scandal ảnh nóng. Đầu năm 2008, scandal ảnh nóng của Trương Quán Hy nổ ra khiến rất nhiều sao nữ lao dốc sự nghiệp, trong đó phải kể đến hai cái tên nổi bật nhất là Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi. Vụ việc này đã khiến vợ Tạ Đình Phong phải tạm ngừng hoạt động một thời gian. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Tạ Đình Phong vẫn ung dung và không hề quan tâm đến việc này, mặc dù dư luận lúc này đều đang đổ dồn về phía gia đình anh. Dù Tạ Đình Phong cho biết anh không bận tâm đến quá khứ của vợ, song Bá Chi vẫn rất áp lực, cộng thêm mối quan hệ không tốt với gia đình nhà chồng và 4 lần sảy thai liên tiếp, khiến Trương Bá Chi thường xuyên chìm trong trạng thái buồn rầu. Trong khi đó, Tạ Đình Phong mải mê theo đuổi sự nghiệp. Bên ngoài, Tạ Đình Phong luôn thể hiện mình là một ông bố mẫu mực, biết quan tâm chăm sóc con cái. Song vì công việc và những mối quan hệ bên ngoài, anh đã phó mặc mọi công việc trong gia đình cho vợ. Khi tranh cãi liên miên và không còn có thể ngồi lại cùng nhau để giải quyết mọi mâu thuẫn, cặp đôi bắt đầu bùng nổ. Ly dị trong bể bàng, lặng lẽ làm việc cực lực để nuôi con. Trước công chúng, Trương Bá Chi luôn tỏ ra mạnh mẽ và hạnh phúc. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên hai con trai và xem chúng là tài sản vô giá của mình. Trả lời báo giới, cô cũng gửi lời chúc phúc tới chồng cũ và Vương Phi. Người đẹp tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống bằng cách lao vào làm việc. Cô nhận lời đóng phim, tham gia các sự kiện, tập trung đầu tư bất động sản để gây dựng tương lai cho bản thân và hai con trai. Người thân của nữ diễn viên từng thừa nhận cô đã bị ảnh hưởng tâm lý sau đổ vỡ hôn nhân. Trương Bá Chi phải mất vài năm mới lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Một lần nữa làm mẹ đơn thân khi sinh con thứ ba. Ngày 17 tháng 12 năm 2018, Trương Bá Chi thông qua công ty quản lý xác nhận đã sinh em bé thứ ba sau nhiều nghi vấn mang thai suốt một thời gian dài. Tại thời điểm xác nhận, bé trai vừa tròn 1 tháng tuổi, nhưng việc cha đứa bé là ai, liệu rằng chỉ có một mình Trương Bá Chi biết. Mới đây, netizen xứ Trung lại tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào Trương Bá Chi khi con trai Tiểu Vương Tử của cô bị lộ giấy khai sinh. Theo như trong giấy khai sinh viết rõ, thì Tiểu Vương Tử sinh ngày 18 tháng 11 năm 2018, có tên tiếng Anh là Marcus và tên tiếng Trung là Trương Lễ Thừa. Như vậy, em bé mới sinh ra của Trương Bá Chi mang họ mẹ. Trước thông tin này, có nhiều tin đồn được tung ra rằng Trương Bá Chi đã có một thời gian yêu đương với người khác sau khi ly hôn Tạ Đình Phong. Nhưng khi cô biết mình đang mang thai thì giữa hai người lại có mâu thuẫn và anh ta đã bỏ rơi mẹ con Trương Bá Chi. Như vậy, một lần nữa con của Trương Bá Chi lại sống trong cảnh cha mẹ ly tan. Thậm chí, nó còn bất hạnh hơn cả hai anh của nó là không có cha ở bên cạnh. Tuy nhiên, đây chỉ là một thông tin chưa được xác nhận. Bên cạnh đó còn có nhiều tin đồn khác như Tiểu Vương Tử là con của Châu Tinh Trì, hay có nguồn tin thì nói Tiểu Vương Tử vẫn là con của Tạ Đình Phong do những lần vợ chồng cũ gặp nhau vì hai đứa con lớn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong đã phủ phạt bác bỏ thông tin này, phía Châu Tinh Trì cũng không quan tâm tới, coi đó chỉ là tin vịt. Trương Bá Chi 40 tuổi, nhan sắc vẫn thường thừa. Thập niên 2000, Trương Bá Chi thành công với nhiều tác phẩm điện ảnh như Sư Tử Hà Đông, Vô Cực, Nhớ Mãi Cuộc Tình, Lost in Time. Trong đó, Nhớ Mãi Cuộc Tình mang về cho cô danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng năm 2004, còn Vô Cực được đề cử phim nói tiếng nước ngoài hay nhất giải Quả Cầu Vàng năm 2006. Từ năm 2012, Trương Bá Chi ít đóng phim. Cô giải thích không muốn mất nhiều thời gian trong đoàn làm phim vì cần ở bên các con. Tuy nhiên, có nguồn tin tiết lộ Bá Chi bị giới làm phim tẩy chay. Năm 2015, người đẹp có được vai Nata trong Phong Thần Bản, song sau đó vợ chồng nhà sản xuất Hứa Hoài Cường loại cô khỏi danh sách diễn viên. Hứa Hoài Cường đổ lỗi cho nữ diễn viên hay nổi nóng, làm việc không chuyên nghiệp. Vẫn còn quá sớm để kết luận cuộc đời Trương Bá Chi là đau khổ hay hạnh phúc, nhưng đích thực người đẹp này rất lận đận đường tình, yêu ai cũng gãy gánh giữa đường, ba lần sinh con đều phải tự mình nuôi dưỡng.